Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Sao Thể Thao. Mình là host mới của kênh và ngày hôm nay mình đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để cập nhật cho mọi người những hình ảnh đầu tiên, những hình ảnh mới nhất của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sau khi trở về từ chiến thắng trước Thái Lan và Đài Loan. Qua đó lập cột mốc lịch sử, lần đầu tiên giành tấm vé đi đến World Cup vào năm 2023. Hy vọng mọi người sẽ cùng mình enjoy cái moment này nhé. Và hiện nay đang tiến vào sân bay đó là những chiếc bus đang chở những nữ cầu thủ trong đội trẻ đang ngày càng tiến gần hơn vào khu vực ra đến để gọi là chào mừng những nữ cầu thủ của chúng ta trở về từ chuyến đi đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Rất là nhiều vòng hoa đã được chuẩn bị và mình nghĩ rằng đây là một màn chào mừng phải gọi là khá đáng trông đợi. Và ngày hôm nay thì tại sân bay cũng có sự xuất hiện của ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những cổ động viên trẻ tuổi thì cũng có rất là nhiều những khán giả, những người hâm mộ mặc dù đã lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn không ngại đường xa xa xôi đến đây để chúc mừng cho các nữ cầu thủ của chúng ta. Đội tuyển của chúng ta đã bắt đầu xuất hiện rồi và dẫn đầu đoàn đó là đội trưởng Huỳnh Như. Sân bay lúc này thì có thể gọi là khá là hỗn loạn rồi, rất là nhiều người vây quanh những cô gái của chúng ta. Và bây giờ thì các nữ cầu thủ sẽ chuẩn bị lên xe bus để di chuyển đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để nhận những cái lời chúc mừng của ban lãnh đạo. Các cô gái của chúng ta đang ký tên lưu niệm lên những quả bóng. Đây là hình ảnh rất là đẹp cho quý vị. Rất là đông cổ động viên chạy xe theo những cái chiếc bus luôn nha. Sự xuất hiện của đội tuyển nữ quốc gia có thể gọi là làm ùn tắc giao thông luôn. Ngày vui,
thầy, động viên thầy. Rồi mấy đứa coi người dân mà có ủng hộ mấy đứa nhớ rồi. Người dân hai bên đường có chào mấy đứa nhớ vẫy tay nha. Không quậy đây mấy đứa ơi. Rồi sắp tới ủy ban tay cầm cờ giơ lên cho anh. Vậy ta kiểu hoa hậu đi. Yo.
Rồi có nhiều người dân người ta chụp hình mấy đứa nha, mấy đứa tươi lên nha, đó phóng viên chụp nhiều lắm kìa. Phóng viên chụp nhiều lắm kìa, chào đi, phóng viên chụp nhiều lắm kìa. Chúc ngày vui đại thắng.